này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy địa giới làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì địa giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy thủy hỏa phong không thức giới làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy vô minh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì vô minh rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bố thí ba la mật đa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì bố thí ba la mật đa rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy tịnh giới ba la mật đa làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tịnh giới ba la mật đa rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy an nhẫn ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì an nhẫn ba la mật đa, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tinh tấn ba la mật đa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì tinh tấn ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tịnh lự ba la mật đa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì tịnh lự ba la mật đa rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bát nhã ba la mật đa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì bát nhã ba la mật đa rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không nội làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không nội rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không ngoại làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không ngoại rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được uống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không nội ngoại làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không nội ngoại rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được uống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến